Dạ alo ạ. Dạ alo, em Nghĩa xin mến chào thầy các bác ạ. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh của em. Nói chung là giờ em lại tiếp tục giới thiệu với tất cả các bác một thêm một cây máy hàng Mitsu các bác nhá. Hàng Mitsu. Cây này nó là Mitsu TB. Nó là Mitsu TB 20 thôi. Cái này thì lòng của nó, nếu mà các bác khoan nói về đá lòng, cái dòng này thì nó không to. Cái con này thì em giới thiệu thì nó không to. Mà được cái thì này, các bác có thể nhìn thấy là màu sơn đẹp này. Nói chung là tình trạng còn rất là mới các bác nhá. Còn rất là mới, các bác có thể nhìn được cái phần tum này, cái phần tum mà và cái phần vỏ của này này, phần tum thì màu trắng sữa này, phần vỏ thì màu đỏ sữa này, rất là đẹp các bác nhá. Máy Mitsu mà không một vết chảy xước, rất là đẹp như thế này. Nói chung là rất là đẹp ạ. Các bác có thể nhìn thấy được cái phần bô này, phần bô rất là sáng, và cái phần các bác có thể nhìn phần tem của nó đây, hàng Mitsu TB TP 20, nó có đánh dấu của chữ Made in Japan ở đây. Và tất cả cái dòng của Mitsu nó đều in chữ Made in Japan ở trên nóc hết các bác nhé. Để in hết ở trên nóc hết. Và cái dòng này thì các bác có thể nhìn thấy được cái phần chế quam, chế này là chế ring của nó, chế quam pro các bác nhé. Không phải chế 260 đâu, chế quam pro ấy. Nói chung là dòng này thì cái chế ring của nó thì nó đã khá là bền rồi. Còn cái này thì thích hợp cho các bác dùng gia đình. Dùng gia đình hoặc là mình có mảnh vườn khoảng là 5 sào hoặc là 1 hectare đổ lại cho các bác nhé. Các bác cái này thì mình không dùng quất cuốc được cuốc lớn, nhưng mà có thể quất được cuốc nhỏ này, cũng rất là ok các bác ạ. Cái dòng này thì hàng Mitsu này thì em đánh giá cũng khá là cao, vì nó thứ nhất là nó tuyên cái này nó nhỏ rồi, nhưng mà được cái là nó khỏe này, cũng rất là khỏe và lợi xăng. Và cây này tình trạng mới như thế này thì nó rất là bền, các bác yên chí về chất lượng nhá, rất là bền và dễ nổ. Đấy, các bác có thể nhìn được cái màu sơn của nó rất là đẹp ạ. Đấy, cái này thì tất cả riêng nguyên bản hết các bác nhá. Các bác có thể để ý này, cái phần vỏ này các bác có thể nhìn thấy được cái bình xăng của nó này. Đấy, và các bác có thể nhìn thấy cái mã cốt của nó ở đây, mã cốt của nó của TB 20 ở đây. Đấy, riêng nguyên bản của Nhật hết các bác nhá. Và tất cả từ công tắc này, này tay ga này và tay ghi đông này đều rin của Nhật hết các bác nhá, rin của hàng Mitsu hết. Các bác có thể nhìn thấy cái cần nắp không ạ? Cần nắp này. Đấy, 2010. Và cái chắn cỏ cũng rin của Nhật luôn. Đấy, đầu bò các bác thể để ý cái chân cái đầu bò giúp em ạ. Đây, cái đầu bò này. Các bác có thể nhìn thấy nó rất là kín ạ. Cực kỳ kín. Cái này thì các bác có thể phát, nó không dính cỏ các bác nhá. Các bác mà dùng gia đình thì cái này để sưu tầm cũng rất là ok ạ. Đấy, cái máy này rất đẹp. Đấy, tình trạng bên ngoài đây, nó phải trên 97-98%, nó rất là đẹp. Dòng này thì nó đa số đều in hết chữ Made in Japan và lốc hết các bác nhé, hàng Mitsu này. Nên các bác cực kỳ yên chí về hàng Mitsu này, không thể nào mà thay đổi được cho các bác được. Đấy, không thể nào đổi cháo hay là đổi hàng khác vào cho các bác được. Nên các bác cứ yên chí nhé. Giờ em sẽ test lổ sơ qua để các bác đánh giá xem cây này nó tình trạng nó có ok không ạ. Đây, các bác có thể nghe thấy được nó càng ga càng cao nó lại càng gắt lên. Nói chung là cái cây Mitsu TB này nó cũng khá là ok. Đấy, các bác có thể nghe thấy ạ. Nói chung là rất là ok đấy ạ. Đó, máy còn rất là đẹp, Mitsu TB 20 nha các bác nhé. Nói chung là cái này thì tầm giá nó không quá cao đâu các bạn. Nói chung là nó nói về một cây máy đẹp như thế này để mà sưu tầm, mà để sử dụng gia đình, mà để trưng trong, để treo trong góc nhà cũng rất là ok, cũng khá là đẹp rồi. Giá thì chỉ khoảng độ hơn 1 triệu xíu thôi. Nói chung là cũng rất là ok các bạn. Đấy. Rồi, các bác thấy cái máy này, thấy các bác ưng ý thì có thể comment dưới phần mô tả. Em sẽ báo giá ở dưới phần bình luận cho các bác ạ. Vâng, rồi các bác thấy muốn xem những cái máy khác thì em sẽ lên video trong để các bác xem sau. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Em xin mến chào tất cả các bác.